mình phỏng vấn chú này luôn nha. Ok, kéo giót này cả được bao nhiêu tiền chú? Kéo giót này cả được bao nhiêu tiền? Kéo giót được ra 10 triệu. Hai chào các cô chú anh chị đã trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ quay cảnh đi kéo rồng tại vùng quê của mình nha. Đây, đây các cô chú đang kéo rồng đây nha mọi người. Lúc nãy mình có hỏi thì hiện tại thì dắt rồng này còn tầm 1 tiếng nữa mới vào. Đây, chắc cũng còn hơi lâu nha mọi người. Tàu thì còn rất xa ngồi kia. Các cô chú đây. Kéo này ở vùng mình kêu là kéo rồng nha mọi người. Xa xa kia cũng là một chác rồng đây, hai đầu hai bay. Cô kéo đây. Bây giờ mình sẽ lại hỏi cô thử còn bao nhiêu lâu nữa. Cả tiếng nữa mới vô rồi vậy. Hơn tiếng nữa hả? Dạ. Có ở đây là có thường thường là có bi rồi vậy. Dạ. Giót hồi nãy được mấy tiền vậy? Nhiều không? Gần hơi triệu hả? Dạ. Dạ. Thế cũng hấp dẫn rồi. Con cũng thích có nhiều để quay lên cho mọi người xem đây. Hay dắt. Hồi nãy mọi người cũng đánh một giác rồi nha, được 2 triệu nha mọi người. Giờ mọi người đánh giác 2 đây. Mình sẽ đi một vòng luôn, rồi quay lại cho mọi người xem. Nước đổ lành nên mọi người đi xuống từ từ nha. Đây. Đây nha mọi người. Đây các cô chú đang sóng biển với gió hơi ồn nên mọi người thông cảm nha. Thường ngày đây là mình đánh máy giót vậy? Dạ. Máy giót vậy? Dạ. Hê giót hả? Đây, phao còn người này nghe. Đây là phao dây thôi. Ở đằng xa kia là có một phao lưới nữa nha mọi người. Cháy già luôn. Hiện tại đang là mấy giờ để mình xem đồng hồ rồi. Lấy điện thoại ra xem được. Hiện tại đang là hơi chói nắng này mọi người thông cảm. 2:03 nha mọi người. Đây. Thấy cảnh người dân ở quê mình cực khổ không mọi người. 2 giờ trưa nắng mà phải đi ra kéo rồng nữa. Rất chi là mệt. Kiếm đồng tiền không phải sướng đâu mọi người à. Cực kỳ nắng nóng luôn. Mình ra đứng một chút thôi mà đã chảy mồ hôi nhễ nhòi rồi đây. Mình không biết những người dân ở đây cảm giác như thế nào. Tại cảnh cái rồng này còn rất lâu nha. Tầm khoảng 45 phút nữa. Nãy mình hỏi là còn 1 tiếng là giờ khoảng nãy thì cả 15 phút rồi, còn cả 45 phút nữa. Các cô chú đây. Bây giờ họ đang khép rồng rồi. Kéo đây cũng thấy mày không chứ?
câu cho khoảng con hơi chứ mà chị. Dạ. Dạ, con em rụt nhăn. Dạ. Đây, đây nha mọi người, cảnh người dân đang kéo cá cản cảnh luôn này. Rất chi là mệt mỏi luôn. Dạ. Dạ. Con hả? Dạ không, con lùm YouTube thôi. Đấy. Con lùm YouTube. Biển rất đẹp và sạch luôn nha mọi người. Đây. Đây nha. Xa xa đây là rừng dương liễu đây. Ở dưới xa xa kia cũng có một vàng rồng ngay vậy nghe, nghe mọi người. Xa kia không biết mọi người có thấy không, xa rất xa luôn. Mình mong chiếc rồng này được nhiều cá để có những hình ảnh đẹp cho mọi người xem nha, với các cô chú cũng được có kinh tế nữa. Mình mong là như vậy, còn trời thưa thôi chứ mình cũng không biết được như thế nào. Biển giả mà, giác trúng giác không. Cũng giống như cuộc đời đó, lúc lay lúc súng đó. Các bạn yêu quý mình thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các cô chú đó, đăng ký tích cực kéo đây. Giờ mình xin tạm dừng một chút, chờ đến khúc lưới vào thì mình quay tiếp nha mọi người. Mọi người cùng đón xem tiếp nha. Đây, đợi khoảng chừng tầm 20 phút thì đoạn lưới cũng đã vào rồi đây. Đây nha mọi người, mình quay cho mọi người xem đây. Lưới đây nè. Khúc lưới này là còn khoảng tầm 5 đến 60 mét nữa là ra tới đục cho mọi người. Đục là cá ở trong đục á. Mình định hình cho mọi người xem là bên này một đầu lưới, bên kia cũng có một đầu lưới nè. Hai đầu kéo cá vào ở trong thì cá sẽ chui vào hết nha. Cũng tùy thuộc nữa. Được giá trống thì có rất nhiều mà giá không trống thì cũng hay xui. Các cô chú kéo đây. Đấy nha mọi người. Mình sẽ lại phỏng vấn mọi người xem sẽ như thế nào nha. Mình phỏng vấn chú này luôn nha. Okay. Kéo giót này cả được bao nhiêu tiền chú? Kéo giót này cả được bao nhiêu tiền? Kéo giót được ra 10 triệu. Dạ. Ở đây khá chỉ là trống nha mọi người. Mọi người về vùng quê là một giác vài 10 triệu nha. Mình không biết chú nói giỡn hay nói thật nên mình... Dạ. Đây. Cũng hay xui đúng không vậy? Dạ. Con mong là giác này hay đây. Hay. Mình thấy đang có đẹp chưa? Không biết ai biết được á. Dạ đẹp, đẹp rất đẹp luôn. Đây, chú rất đẹp trai nha mọi người. Đây. Đây hai đầu lưới vào đây. Thật sự ở vùng quê mọi người có biển hay không chứ vùng quê mình là bao bọc bởi biển nha. Nhà mình cách biển chỉ tầm 5 phút đi bộ thôi, còn đi xe máy là tầm 1 phút 2 phút thôi. Ở đây là hiện tại là đang ở vùng biển Quảng Nam nha. Đây. Đây nha mọi người. Cá giác này thì mình cũng không biết có hay không nhưng mà mình mong sẽ có thật nhiều cá. Mình thấy ngồi đằng xa xa kia là cũng có cá nhảy kìa. Xa xa quá mọi người không biết có nhìn thấy không. Đây nha. Hy vọng mà giác này sẽ thành công. Đây, vô đây.
thì mình sẽ lại hỏi cô thử làm nghề này được bao nhiêu lâu rồi. Kéo rồng này chỉ được ở mùa hè thôi đúng không vậy? Mùa đông là không đi được nha mọi người, tại sóng lớn kìa. Dạ. Hôm nay biển rất kỳ là đẹp, cực kỳ đẹp luôn nha. Siêu đẹp luôn. Nắng quá mọi người. Chảy cả mồ hôi rồi. Lưới vào được chừng này rồi đó. À, theo chú hồi nãy nói là một giác lưới là được mấy chục triệu, mà mình nghĩ là đó là nói giỡn nha mọi người. Chứ biển cả cũng không biết được, đôi khi cả trăm triệu là chuyện bình thường, nhưng mà đôi khi không có một ngày nào cũng là điều bình thường. Ừ, cá búng kìa, cá nhảy ngồi đó kìa. Có con cá bự mới nhảy đúng không chú? Có con cá bự mới nhảy ngoài đó không? Con thấy nhảy to lắm. Đây nha mọi người. Hy vọng mọi thứ suôn sẻ trong giấc rồng này nha. Mình sẽ xuống phỏng vấn đầu kia luôn nha. Xem giấc rồng này như thế nào nha. Đây mình vào chỗ này xem chỗ này là chú đi lưới hả chú? Mấy bữa này có cá gì không? Không à, biển mấy bữa này hay thua chú ơi. Mấy hầu là được nhiều cá không chú? Ít lắm à. Đây lưới của chú đây nha mọi người, hy vọng dắt lưới này chú sẽ trúng đậm nha. Đây. Hy vọng mình đem đến may mắn cho chú. Hy vọng là như vậy. Đây mình sẽ đi xuống đoạn kia phỏng vấn cho mọi người xem nha. Đây, đoạn kia đây. Đây, mình đang đứng trung tâm giữa hai đầu này, một đầu bên này và một đầu bên này. Nha mọi người. Đây. Cũng có ông bác trong nhà của mình đang kéo luôn nè, ông bác đây. Kéo nã được có bay rồi cháu. Dạ. Dạ. Này, bóp cũng hình này. Dạ, yeah. YouTube. Hello, hello, chào mọi người. Đây là chủ của dàn rồng này nha mọi người. Đây là bác hai, cũng cái hàng xóm của mình luôn nha mọi người. Không xa lạ mấy. Bác hai rất cao to luôn nha. Dạ. Yeah. Đây nha mọi người. Đây, hai bạn, hai người đây. Hồi đó giờ chiến đậm nhất là bao nhiêu tiền nhá? Trúng đậm nhất á. Bác, dạ. Đẹp nhất à? Dạ, trống đậm nhất của rồng á. Mấy chục. Đẹp nhất là nhất là một con câu. Dạ. Câu là có mi. Dạ. Đây là đó là đẹp rồi. Dạ. Các cái câu và cá bi nha mọi người. Hai loại đá cá là phổ biến ở mình và đặc sản nha, rất đắt nha. Kim gà đó. Ít khi gặp lắm, khó gặp.
Thì mình sẽ ra hỏi cho bác Hai thử chiến rùng tốn nhất là bao nhiêu tiền ở của chiến rùng. Hồi đó giờ chiến rùng trúng đậm nhất là bao nhiêu tiền bác Hai? Trúng đậm nhất của chốt rùng là bao nhiêu tiền? Nhiều tiền nhất? 20 triệu. 20 triệu nha mọi người. Đúng nhất á. Đúng nhất là 20 triệu nha mọi người. Một giác duy nhất thôi. Một trúng này cũng là 20 triệu. Rái đấy. Đó là trúng nhất 30 triệu nha mọi người. Còn trúng nhì là 20 triệu. Bác Hai nói ngược lại đây. Đây nha mọi người. Có đất này mình đi mà. Dạ. Đây cũng là chủ rùng của mình luôn nha. Đây, lưới cũng sắp vào đây. Mình đứng đây quay cho mọi người xem. Đứng giữa trung tâm cho quay cho mọi người dễ xem luôn nha. Mình sẽ lùi ra một chút để các cô chú kéo. Hy vọng mình đem đến may mắn cho cô chú nha mọi người. Mọi người xem kênh nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký nha. Mà tại vì mình cũng mới lập kênh vậy. Hy vọng mọi người đón xem và theo dõi nha. Có điều gì góp ý thì cứ góp ý cho mình. Mình đón nhận. Hy vọng mình sẽ ra video chất lượng nhất cho mọi người. Đây nha. Hiện tại đầu này đang đông hơn đầu kia. Tại vì nước khá chi là hút đó mọi người. Mọi người đang tích cực kéo đây. Mình sẽ quay sát cho mọi người xem. Đây nha. Hồi xưa ông ba mình cũng từng đi biển ở đây, bờ biển này nha mọi người. Nhưng mà ba mình giờ già cả rồi, giờ chuyển sang nghề khác rồi, giờ không còn làm biển nữa. Bố mình hồi xưa cũng có nhiều lần không được may mắn ở đây. Mình kể cho mình nghe, bố mình hồi xưa cũng từng đi biển kìa. Chú rồng đây nha mọi người. Tiếp tục nè. Đây nha. Khúc này là gần vào rồi nha mọi người. Mọi người cùng chờ theo dõi luôn nha. Đây cá ngồi kia bún rất là nhiều nha. Đó đó, mọi người thấy không? Xa xa kia sợ quay xa mà mình không thấy. Chắc cá mà nhảy là thường cá cá đấu rồi. Đây, các cô chú đây. Đây, đây. Cá sắp vào rồi đây mọi người ơi. Mọi người cùng ráng để xem hết video này nha. Đây đây cá đây. Các người dân ở đây đi với chủ tàu cũng đủ lưới này cũng là người thân quen hết không, nên cũng chỉ là tình cảm nha mọi người. Kéo rất chi là tích cực. Đây là bác mình. Kéo nặng tay không vậy? Nặng tay không? Mọi gì nói kêu là rất nặng tay nha mọi người. Hy vọng mà nặng tay này là nặng cá chứ không phải là nặng khác nha mọi người. Đây, đàn bào rồi mọi người ơi, khúc hấp dẫn nhất đây. Đàn bào rồi. Cực kỳ hấp dẫn luôn nha.
lưới đây. Mọi người cùng chờ xem kết quả nha. Cô chú đang kéo đây. Nhiều một đống lưới rồi ta. Đằng xa kia là chú đó là đi đánh lưới. Xa kia là xe của mình kìa. Nãy có lưới tút bên kia mà giờ xuống dưới này rồi. Đây là toàn khu ở quê mình nha. Xa kia là casino, casino Inber Nam Hội An nha. Đây, cá vào đây nha mọi người. Mọi người nhớ ấn nút like nha. Ấn nút like để cho mình kiếm tương tác một chút nha. Tại vì kênh mình cũng còn nhỏ kìa. Nên mọi người cũng thông cảm giúp mình. Mọi người có góp ý gì thì cứ góp ý sâu sắc cho mình nha. Rồi, các cô chú kéo đây. Không biết có nhiều cá hay không chứ cá bốn kìa, cá bốn kìa mọi người thấy không? Đây nha. Hy vọng chuyến này sẽ có thật nhiều cá để quay cho mọi người xem. Chuyến trước chú nói là được 2 triệu. Không biết giác này sẽ như thế nào đây. Cùng chéo phéo đây. Sau gần 1 tiếng đồng hồ thì cũng có cá vào. Đằng xa kia là có một con cá đấu mắc lên lưới vậy. Cá vào đây. Giây phút quyết định tiền vào, tiền ít hay tiền nhiều đây. Mình không thấy cá nhảy gì nhiều, cũng không biết như thế nào đây. Đây nha mọi người. Mình thấy là cũng hơi ít cá nha mọi người. Không biết do tại mình kém may mắn hay là sao nữa. Mình thấy khá là ít cá. Cá này. Mình hy vọng quay được nhiều cá cho mọi người xem. Cá cơm đã thành lớp luôn. Cá này cá này nha mọi người. Ít cá bi nha mọi người. Đây nha. Một chút cá này đây. Rất chi là ít cá nha mọi người. Dạ có bự chót rồi đi. Có to lắm. Nhả cả đùng luôn. Mình nã chỗ đây nè, thấy nhả cả đùng ít lắm rồi. Mình thấy cái con có nhả rồi không? À, con cũng biết là đi xí con cua thôi, tính sách video là con cua thôi. Quá to lắm, bự, bự cũng cái cũng mấy ký á, cũng 5-7 ký ít con thấy. Mình thấy nhả không? Con thấy nhả nhưng mà không biết cái video có quay được kịp không biết chứ. Thời ít cái. Giờ mình sẽ chờ giác tiếp theo rồi quay cho mọi người xem nha. Giác này hơi ít cá. Hello tất cả mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại giác rồng tiếp theo đây. Giác rồng lúc nãy không có được nhiều cá nha mọi người. Giờ mình sẽ quay giác rồng tiếp theo cho mọi người xem này. Đây nha. Đây nha mọi người.
đang kéo đây. Rùng dưới này có vẻ như là dài hơn rùng bên kia nha mọi người. Mình không biết mình có may mắn cái mà nãy may mắn tới giác rùng này không, cái giác rùng nãy mình hơi kém may mắn. Rùng này khá chỉ là đông người, có vẻ như mình thấy ngày xa xa kia là có đàn chim hải âu thì khả năng sẽ có cá, nên mình sẽ lại phỏng vấn người dân ở đây coi giác rồng nãy có gì không nha mọi người. Dạ không, ít trong không nhiều. Đây mình phỏng vấn chủ rồng luôn đây. Dạ nãy có chi không bác? Có mà ít nha mọi người. Hy vọng giác này sẽ có nhiều. Quay cho mọi người xem. Đây là gì? Dạ hả? Dạ. Ấy nhỏ cho coi cái gót gì mua. Dạ. Cô khen mình đẹp trai nha mọi người. Dạ. 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 Hồi xưa ấy lại mít cho mô lại cha bi bên chị không quay mà chị quay tay nè. Dạ. Dạ, dạ con á. Con có dạ rồi. Đúng hũa rồi. Dạ. Đây nha mọi người. Và dạ con ở Di Vinh. Dạ. Dạ. Dạ đi hũa rồi. Dạ thốn tốn cứ. Dạ. Dạ. Dạ không bình thường. Dạ. Dạ ít chứ gì. Con cũng biết. Thấy cũng hơi ít được nhiều. Nãy nghe nó trống mà. Nãy con nghe nó. Dạ. Nãy nha mọi người. Để mình phỏng vấn các cô vị đây xem hỏi mình xem coi em có mệt hay không nha. Kéo này có mệt không vậy? Mệt, tắt mệt nha mọi người. Dạ. Ông là không? Dạ. Ông là không? Ở Di Vinh lận. Dạ. Dạ. Đây nha mọi người. À, mình nghe nói giác hồi nãy cũng không có nhiều. Mình hy vọng giác này sẽ có nhiều. Để các cô chú có thêm động lực nha mọi người. Mình hỏi chú rồng thử một ngày như thế này là kéo tầm mấy giác nha. Một ngày như thế này là kéo tầm mấy giác chứ chú học? Kéo tầm mấy giác? Mấy giác lưới á? Mấy tiếng hồ à? Dạ, mấy tiếng hồ. Mời ngày cả được 2-3 giác đó. Có 2 tiếng hồ giác rồi đó. Dạ. 4 giác. 4 giác cho mọi người. 4 giác kiếm bèo bèo 50 triệu nha mọi người. Hy vọng là giác này sẽ được 30 triệu. Để các người dân ở đây mình xuống phỏng vấn đầu kia luôn. Cái con mới làm, con cũng chưa có người. Dạ. Đây, giờ, đây.
Dọn nén nhầm xương nha mọi người. Hồi xưa bố mình cũng làm biển nha mọi người. Bây giờ bố mình hết làm biển rồi. Kéo ngà này cả được bao nhiêu tiền vậy? Dạ. Kéo rất cực nhầm. Đây. Biển thì cực kỳ xanh đẹp luôn. Mình qua cho mọi người xem nè. Phòng bờ của mình này. Nắng lắm mọi người ơi. Cháy da rồi. Cực kỳ mệt mỏi rồi đây. Vẫn tạo những thước phim đẹp cho mọi người xem đây. Mọi người nhớ like kênh ủng hộ mình nha. Để mình ra những video đẹp hay cho mọi người xem. Càng ngày càng bổ ích nha mọi người. Còn nữa, còn nữa với cái này nè. Mọi người nói mình là nói chuyện với ai? Mình trả lời là nói chuyện với cái máy quay nha mọi người. Mọi người cười và ái. Mọi người cũng không biết nhiều ở YouTube kìa. Nhưng cũng không hiểu về YouTube là máy. Các cô chú hồi nãy còn chọc mình là nói mày quay này có tiền không? Thì mình nói lại nó kênh mình mới làm nên cũng chưa được phát triển nên cũng không có tiền. Mọi người ủng hộ mình để sớm để được một người sub để mình bắt chức năng kiếm tiền nha mọi người. Hy vọng là sau này ở vùng quê mình sẽ càng ngày càng phát triển hơn để khách du lịch đến đây. Biển mình là cực kỳ đẹp luôn nha. Mọi người xem nè. Xanh mơ mở luôn. Không có một điều gì là rác thải cũng không có nha. Ở mình rất chịu ý thức luôn nha mọi người. Xa xa này cũng là bùi dương, bùi dứa đây. Bùi dứa này mình nghe nói là chữa bệnh được nè. Mình sẽ vào quay bùi dứa này cho mọi người xem. Đây nè. Đây mọi người. Đây dứa này đây nè. Dứa này để chữa bệnh nè. Mọi người ai bị bệnh tim hay là bệnh gì là có thể chữa đây. Dầm rượu uống cũng rất ngon nha. Đây nha. Mình đi vào khá chi là xa luôn. Ở mình kêu là cây dứa nha. Còn ở mọi người kêu xem là cây gì thì mình không biết. Nếu mọi người có thì nhớ hái về trồng. Trồng rồi mọi nhớ hái về về dầm rượu nha. Không phải phải trồng nha, mình nói lậu. Mọi người thông cảm. Nè, cái nó nè. Trái thì hình như mùa này nó không có nên mình không quay cho mọi người xem được. Mọi người thông cảm nha. Mình tiếp tục ra quay lại dàn rồng nữa. Xe mình ở đằng kia. Mọi người dân đang ở đây. Chảy mồ hôi rồi mọi người. Mình đi quay không mà còn chảy mồ hôi thì uống gì những người kéo ngoài này. Nhưng mà mình hỏi ba mình thì kéo này rất chi là vui nha. Giờ lúc trống thì cười tai tét nhưng mà lúc không trống thì rất chi là buồn nha mọi người. Rất buồn. Nên mình hy vọng giác này sẽ trống cho mọi người vui tươi. Mình cũng quay được video ý nghĩa cho mọi người xem nữa. Đây, được sắp vào rồi đây. Đây nha. Chúc mình sẽ vẫn bắn chú mà giá trùng trúng bao nhiêu là đậm nhất của rồng này nha mọi người. Mình hy vọng mà giá rồng này sẽ là giá trùng trúng nhất từ trước đến nay. Đây, sắp vào rồi đây. Nếu mà giá trùng này không trúng là mình nghĩ là mình xui nha mọi người. Mình hy vọng là nó sẽ trúng. Mặt mình như thế này mọi người, mấy cô chú nãy khăn mình đẹp trai đúng không mọi người? Rất là đẹp trai thiệt nha mọi người. Này. Đây.
khúc quan trọng đây. Mọi người ơi, mọi người chờ đón nha. Mình nghĩ là giác này trống đó. Chim bay đồ rất là nhiều là khả năng giác này trống. Cá lớn cá nhỏ gì cũng phải, chắc cũng nghĩ là có đây. Xa xa kia cũng là giác rồng mà chuẩn bị bủa lại nha mọi người. Giác rồng lúc nãy mình quay đó. Anh ông mày này, khúc này hấp dẫn cực kỳ. Cá ơi, mày vào đây đi. Có cá nha mọi người, có cá rất là nhiều nha mọi người. Đây. Mẹ như thế này thì không cá là không được. Đi bạn. Không thấy cá luôn nha mọi người. Con rồi. Đây là chắc do mình xui rồi. Có gì luôn. Người dân khá chỉ là bùng nữa mà mình cảm nhận cũng bùng cho người dân ở đây luôn. Tàn cá nhỏ nhỏ cá gì nhỏ nhỏ mình cũng biết nó mà của mình cho mình ha. Mình có cái này cái gì nhỏ rồng bốc có bay nhiều lắm. Tôm má luôn. Ê bao ký ở bên nha. Ê bao trước đó chứ. Dạ, ở dốc trước á. Dốc vô nãy cũng có mà ít. Cũng được được, vô nãy cũng tụt tụt đó. Vô nãy cũng được ít cam chứ không có. Đây, cái này cái gì nha mọi người? Đủ rồi đây. Mình nghe nha. Mình nha.